Theo báo chí Pháp, một băng cướp đeo mặt nạ đã tấn công vào khách sạn La Royal Motel ở Paris và cướp đi một số lượng tiền mặt và trang sức rất có giá trị. Khách sạn này chính là nơi Messi và gia đình đang cư trú tại thủ đô nước Pháp sau khi anh gia nhập Paris Saint-Germain. Các nguồn tin cho biết băng cướp này đã đu dây từ mái nhà của một tòa nhà đối diện và xâm nhập vào khách sạn qua một cánh cửa hành lang không bị khóa. Ngay phía trên một tầng so với phòng khách sạn của Messi, đã có 4 căn phòng bị bọn cướp xông vào để cướp đồ. Một trong những căn phòng đó thuộc về một nữ tư vấn tài chính đến từ Dubai và người phụ nữ này cho biết mình đã bị lấy mất số tư trang trị giá hơn 6.000 euro. Có thể nói Messi và gia đình đã gặp may mắn bởi bọn cướp sau khi khua khoáng 4 căn phòng đã rút đi thay vì tiếp tục xuống tầng. Được biết, ở thời điểm vụ cướp xảy ra, Messi đang ở cùng nhà với người thân vì đang trong lúc chữa chấn thương. Cũng theo các nguồn tin, team Messi cư trú ở khách sạn này không còn là thông tin bí mật nên rất nhiều fan hâm mộ của anh đã chờ ở ngoài khách sạn mỗi ngày với hy vọng được gặp thần tượng. An ninh tại khách sạn đã được thắt chặt từ khi Messi tới đây. Khách sạn La Royal Motel là một trong những khách sạn sang trọng nhất tại Paris và đã từng đón tiếp nhiều người nổi tiếng như Madonna hay Michael Jackson. Phòng thuê của Messi có giá rất đắt khi lên tới hơn 500 triệu đồng một đêm. Tuy nhiên, hiện Messi đã chuẩn bị để rời đi tới một căn biệt thự riêng.